Cô ví dụ nè, ví dụ bây giờ cô yêu cầu là viết cái chương trình để nhập vào số nguyên A trong khoảng từ 1 đến 100, thì cô phải dùng vòng lặp do while, khai báo biến nè A ha, rồi dùng vòng lặp do while, rồi đằng sau này là while, trong khi sai, khi nào sai n nhỏ hơn hoặc bằng không là sai, hoặc là n lớn hơn 100 là sai. Tại vì cô yêu cầu là nhập a, chỗ này quy ước là chấm phẩy ha, cô yêu cầu là nhập a mà sao cho a lớn hơn không, nhỏ hơn hoặc bằng 100. Thì tôi viết cái đoạn code như thế này hen, trong khi a sai, a quên a, trong khi a mà sai thì nhập lại. Ở đây cô nhắc nhở nhập a, rồi scanf nhập số nguyên thì phần trăm d vào địa chỉ của A. Rồi, chạy. Ví dụ như 1, 2, 3 ha. Cứ hả nhập sai là nhập lại hoài. Trừ 5. Sai là lập nhờ là cứ lặp lại cái đó. Bây giờ 90. Ok, kết thúc chương trình. Bây giờ cô lại yêu cầu là nhập số B. Cũng vậy luôn. Nhập số nguyên B. Cũng vậy luôn. Ha, nhập B cũng như vậy. Thì chẳng lẽ cái đoạn code này nè, đoạn code này cái cô copy đúng không, cô copy cô bỏ dưới đây, bỏ dưới đây cái cô sửa nhập B ở đây, nhập B dưới này điều kiện là B, trong khi B nhập giá trị sai ha, khai báo AB ở đây làm hai đoạn code. Giờ cô lại yêu cầu là nhập số C cũng y như vậy, cũng từ 1 đến 100 thôi. Thì có phải là cô phải copy cái đoạn code này, copy cái đoạn code này cô bây giờ ví dụ nhập C cũng điều kiện như thế thì cô lại copy cái đoạn code này sửa lại đúng không nè, sửa lại nhập C, nhập vào địa chỉ của C đã khai báo biến ở trên. Dưới này nếu giá trị của B mà nó C mà nó sai, sửa lại C, thì khi đó nè ha, vậy nhập A sai, nhập A tiếp tục 12 ha, nhập B sai tiếp tục, nhập B rồi nhập C sai, nhập C đúng. Vậy lớp mình thấy nè, những cái công việc này nó giống nhau nhưng mà ba cái biến này khác nhau, cho nên cô phải làm cái đoạn code giống y nhau nè 3 lần. Như thế cho nên trong tất cả các ngôn ngữ lập trình nó có cái khái niệm gọi là chương trình con ha. Chương trình con là một cái đoạn code mà nó lặp đi lặp lại nhiều lần, chỉ thay đổi cái biến này thôi, thay đổi cái biến này thôi đúng không. Chương trình con trong C còn gọi là hàm. Thay vì cô, nếu mà cô nhập vô 5 cái biến thì 5 đoạn code giống nhau thế này, chỉ sửa lại cái tên biến thôi. Vậy thì cô viết một cái hàm chương trình con hay là hàm như vậy, quy ước viết nó là viết ngoài hàm main ha. Nếu mà cô viết nó ở trên hàm main thì cô để đây một hàm có thể trả về một giá trị nào đó hoặc không trả về giá trị. Nếu cái hàm nó chạy xong rồi mà nó trả về số nguyên thì giá trị trả về, kiểu giá trị trả về của hàm. Rồi sau này tên hàm, tên hàm cũng theo nguyên tắc là bắt đầu bằng ký tự hoặc dấu gạch chấm xếp, tuy nhiên thường bắt đầu bằng ký tự, không bỏ dấu tiếng Việt và không có khoảng trắng hen. Rồi ở đây có thể cái hàm đó không trả về giá trị nào đó nào hết, nó chỉ làm thôi, thì mình để là void, tức nghĩa là
hàm nó không trả về giá trị nào hết. Hàm trả về giá trị nguyên thì in lại tên hàm. Hàm trả về giá trị thực thì load xong lại tên hàm. Hàm trả về ký tự thì char xong lại tên hàm. Ha, còn này, hàm này không trả về giá trị nào hết thì cô để void. Và tên hàm do mình đặt, gợi nhớ, ngắn gọn, gợi nhớ. Rồi cô đặt tên hàm là nhập số nguyên. Ha, nhập số nguyên, nhớ tên hàm cũng phân biệt qua thường. Nếu mình viết tên hàm ở đây như thế nào thì khi mình gọi thực hiện nó cũng phải ghi vậy. À, một hàm thì nó có thể cần một giá trị hoặc một biến hoặc một cái gì đó để nó mới làm được. Thì những cái đó gọi là tham số. Nhập số nguyên mà nhập vô số nguyên nào? Ở đây cô cần một cái tham số kiểu số nguyên. In. Nhập vào đâu? Nhập vào một cái biến n nào đó. Ha. Nếu mà cô đặt tên biến là n trong hàm này thì suốt cái hàm này cô phải gọi là n. Ha. Rồi, quy ước viết nè, hàm không trả về giá trị thì là void. Tên hàm đây. Rồi, tham số, ở đây cô có một tham số thôi. Một hàm có thể cần một tham số, nhiều tham số hoặc không cần tham số nào. Đó là cái dòng này gọi là dòng tiêu đề của hàm. Ha. Tiêu đề của hàm xong, bắt buộc phải mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn. Cô để ngoặc nhọn đây để cô đỡ chiếm một cái dòng. Hen, còn các bạn để ngoặc nhọn dưới này luôn cũng không sao. Ha. Tất cả các lệnh của hàm này đều phải nằm trong cọc ngoặc nhọn của nó. Nhớ, giống như hàm main vậy đó. Tất cả các lệnh của hàm main đều phải nằm trong cặp ngoặc nhọn của hàm main. Ha. Rồi. À, nhập số nguyên thì cô bỏ cái đoạn code này vô đây nè. Ở đây cô đã khai báo n rồi. Hen thì cô mới bỏ đoạn code này vô chỗ đó. Rồi, bỏ đoạn code này vô chỗ này thì ở đây nó gọi là n, dưới này cô khai báo là a thì cô gọi là a, ở đây là n thì cô phải gọi là n. Chỗ này, chỗ những cái tên biến đó nó phải đúng với cái đây, còn chỗ này là chuỗi không cần thiết, cô có thể nhập số nguyên ha. À, số nguyên có thể báo cho người ta biết là không nhỏ hơn số nguyên đó và nhỏ hơn hoặc bằng 100 để người ta biết là người ta nhập phải thỏa điều kiện đó. Ở chỗ này sửa lại n, ở trên này cô gọi là n thì ở dưới này cô cũng phải gọi tên biến là n. Vậy thì nè, cô đã viết xong một cái hàm ha. Cái hàm này nó chỉ có lệnh do while này thôi và nó nhập số nguyên lưu vào đây. Vậy dưới này cô khai báo ba cái biến. Bây giờ cô muốn nhập ABC với cái điều kiện y như thế này, cô không cần copy ba cái đoạn code này mà cô chỉ cần gọi cái hàm cô mới vừa viết đây. Cái này gọi là định nghĩa hàm ha, nó chưa thực hiện đâu. Khi nào nó thực hiện? Khi nào ở một cái chỗ nào đó mình gọi tên nó ra thì nó mới thực hiện. Vậy sau khi khai báo ba cái biến rồi, cô gọi cái hàm này, gọi tên nó. Nhớ gọi tên phải chính xác. Bỏ vào đây. Ha. Rồi ở đây nó có một tham số. Thì ở đây mình phải truyền tham số cho nó. À, đầu tiên cô nhập A. Thì cô truyền A vô. Rồi cô chấm phẩy. Hen. Xong rồi. Cô cũng gọi cái hàm này. Và cô nhập vào đâu? Nhập vào B. Ha. Rồi cô cũng gọi cái hàm này. Và cô nhập vào đâu? Nhập vào C. Ha. Xong rồi, gọi ba cái hàm nó nhập vô A, vô B, vô C xong rồi. Cô xuất nó ra để mình biết. À, xuất nó ra, bạn vừa nhập A bằng phần trăm D. Rồi, B bằng phần trăm D. C bằng phần trăm D. Cô
Cô xuất ABC ra đây coi. A phẩy B phẩy C. Ha. Vậy thì thay vì nãy mình phải nhập vô ba cái biến, mình phải viết ba cái dy, giờ mình thế bằng một cái hàm này thôi ha. Và hàm này, cái tham số này gọi là tham số hình thức, còn cái này truyền vô gọi là tham số thực. Hiện nhập dùng hàm này nè, nhưng mà nhập vô đâu? Nhập vô A, nhập vô B, nhập vô C. À bây giờ cô chạy nè, cô chạy cái này xuống dòng hai lần đi ha. Chạy rồi nhập số nguyên, cái này là A nè nha, ví dụ 90. Rồi số nguyên B nè nha, B là 15 ha. Rồi C là 87. Nhưng bạn vừa nhập A bằng 0, B bằng 0, C bằng 0. Tại sao? Sao mà cô gọi hàm xong cô nhập vào A, nhập vào B, nhập vào C, nhưng cuối cùng nó ra A bằng 0, B bằng 0, C bằng 0 là sao? Là tại vì chỗ này nè, chỗ này gọi là truyền tham số cho hàm. Ở đây cô để như thế này á, thì nó sẽ đưa cái A này vô đây, nhưng khi kết thúc nó thì nó không có lưu vào trong đây. Cô nhập ở đây nhưng nó không lưu vào đây. Muốn nó lưu vào đây, cái này gọi là truyền tham trị. Cách truyền tham trị sao chép giá trị thực của một đối số vào tham số chính thức của hàm, khi đó thay đổi được thực hiện cho tham số bên trong hàm, không ảnh hưởng đến đối số. Có nghĩa là cô làm cái gì bên đây nó không ảnh hưởng tới giá trị bên đây. Khi cô khai báo, khi cô khai báo A bờ cờ thì trong này hệ điều hành nó cấp cho cô ba cái vùng nhớ. Trong ba vùng nhớ đó, may mắn là nó có ba số 0 trong chỗ ba cái ABC đó. Cho nên cô nhập bên đây 90, 87, 15 gì đó, nó không ảnh hưởng tới bên đây. Cái đó gọi là truyền tham trị. Bây giờ muốn truyền tham biến thì chỗ này truyền cái địa chỉ cho nó, thêm cái địa chỉ của N chỗ này, thì cái này gọi là truyền tham biến trong giá trình đó, hay có chỗ gọi là tham chiếu gì đó, truyền tham biến trong giá trình giáo trình, trong cái giáo trình lý thuyết á, là nó là truyền tham biến. Cho nên chỗ này mình phải truyền tham biến, có nghĩa là truyền cái địa chỉ của cái đối số, cái dưới này gọi là đối số nè, hay là tham số thực, truyền cái địa chỉ này vô đây, thì khi đó mình nhập ở đây đây nó mới lưu vào đây ha. Còn hồi nãy là truyền giá trị thôi. Vậy cho nên bây giờ mà cô sửa lại, nó có cái địa chỉ của N thì nó gọi là truyền tham biến. Cô chạy lại nè ha. Đầu tiên là gọi hàm nhập vào A, ví dụ như 23, B 87, C 15. Thì bây giờ A bằng 23, B bằng 87, C bằng 15. Vậy muốn khi mình truyền cái đối số nó vô đây mà nó ảnh hưởng tới chỗ đối số này, hay là tham số thực cũng vậy, thì chỗ này phải là có dấu địa chỉ nhé, gọi là truyền tham biến. Đấy. Và cái này gọi là hàm ha. Hàm này không trả về cái gì hết, chỉ có thực hiện cái này thôi. Và khi thực hiện cái này thì nó lưu vào cái tham số thực, cho nên chỗ này có dấu và là địa chỉ. Truyền cái địa chỉ của A vào đây, truyền địa chỉ của B vào đây, truyền địa chỉ của C vào đây. Đã. Rồi nếu mà cái hàm này, nếu mà cái hàm nè nó viết trước trên cái hàm gọi nó, hàm main là hàm gọi nó, khi nó viết như thế này thôi mà không gọi nó, không gọi thì cái hàm này, thì cái hàm này không có làm gì hết á ha. Nè, không gọi thì nó không làm gì hết á đó. Cho nên A bằng 0, B bằng 0, C bằng 0. Gọi nó mới thực hiện. Gọi nó đây, gọi nó mới thực hiện. Và gọi nó rồi thì nó có bao nhiêu tham số, phải truyền cho nó bấy nhiêu, và truyền theo đúng thứ tự. Nếu nó có hai tham số thì người ta yêu cầu cái gì trước,
đưa cái đối số đó trước. Cái gì sau? Đưa cái đối số sau. Ha. Tham số, đối số thì nói hơi lộn lộn nhưng nó là vậy đó. Thế là này nó cần một cái tham số đầu vào. Thì đây mình phải nhập cho nó, truyền cho nó một tham số đầu vào. Cũng giống như Excel vậy đó. Vậy ví dụ Excel này nha. Ví dụ Excel này nha. Hàm lép. Hàm này là dân IT của Microsoft, nó viết sẵn rồi, mình chỉ dùng thôi. Mở ngoặc thì đây, một tham số đầu vào, hai tham số đầu vào. Và tham số này cần gì phải nhập đúng thứ tự của nó ha. Ví dụ như đây chuỗi nè, chữ A, B, C, S, G gì đó. Rồi phải chỗ này lấy ba ký tự đầu, đóng ngoặc. Nó trả về, hàm này trả về một cái chuỗi ha. Trả về, khi cô chạy cái hàm rồi thì nó trả về. Cái này là hàm này nó trả về chuỗi. Còn hàm void, bắt đầu tên hàm, void rồi tên hàm thì nó không trả về gì hết á. Nó chỉ làm và do cô truyền tham biến. Cho nên những cái đối số cô đưa vô thì khi cô làm trong hàm nó sẽ lưu vào đối số. Rồi, chỗ này là định nghĩa hàm hay là khai báo hàm? Nếu mình định nghĩa hàm trước cái chỗ mình gọi nó thì không cần khai báo nguyên mẫu. Nhưng nếu cô định nghĩa hàm đằng sau chỗ gọi nó, ví dụ cô bỏ nó ngoài sau hàm main nè, được không? Được. Bất kỳ chương trình C nào cũng có hàm main hen. Và chương trình bắt đầu chạy từ hàm main. Ở đây cái hàm cô định nghĩa nằm đằng sau hàm main, tức là nằm đằng sau hàm gọi. Cái hàm này cô viết đằng sau chỗ gọi nó thì cô phải khai báo nguyên mẫu. Nếu không khai báo nguyên mẫu, giờ chưa khai báo nguyên mẫu nè, thì khi cô chạy nó sẽ báo lỗi nè. À, nó nói là error, nhập số nguyên chưa được khai báo trong phạm vi này. Khai báo nguyên mẫu của hàm thì chỉ cần copy cái dòng tiêu đề của hàm, bỏ vào ngay chỗ ngoài sau cái khai báo thư viện này nè, và thêm dấu chấm phẩy là được. Cái này gọi là khai báo nguyên mẫu, nguyên mẫu của hàm ha. Vậy bây giờ cô chạy rồi nó không báo lỗi nè. Đó, ví dụ 12 3 4 5 6 đó ha. Vậy có nghĩa là hàm là một cái đoạn code mà mình có thể dùng đi dùng lại nhiều lần. Đây, đoạn code này dùng lần cho A, dùng lần cho B, dùng lần cho C. Phải vậy thì mình viết thành một cái hàm. Và nếu viết để đằng sau nơi gọi nó thì phải khai báo nguyên mẫu. Khai báo nguyên mẫu chỉ cần copy dòng tiêu đề và thêm dấu chấm phẩy là được ha. Rồi bây giờ người ta yêu cầu là liệt kê các số nguyên tố trong phạm vi từ 1 đến n. Nếu mà mình không dùng hàm đó thì mình viết rất là vất vả. Tại vì xét số 1 có phải số nguyên tố không? Phải, liệt kê ra. Xét số 2 có phải số nguyên tố không? Nếu phải, liệt kê ra. Nếu không dùng hàm thì bối rối đó. Cho nên viết một hàm kiểm tra một số coi có phải là số nguyên tố hay không ha. Vậy bây giờ cô cái này cô bỏ đi nha. Này là cô ví dụ thôi. Nhập số nguyên rồi đó ha. Nhập số nguyên rồi. Bây giờ cô gọi hàm này, cô khai báo cái biến nè. In n. Cái này là biến trong hàm main. Cái này là biến trong hàm nhập số nguyên. Có thể trùng tên cũng được, có thể khác tên cũng được. Giờ cô mới gọi cái hàm này. Gọi hàm này nhập vào đâu? Nhập vào n. Tại đây nè, n. Hồi nãy A thì đây A, B thì đây B, phải không? Nạp vào n ha. Cái này gọi là tham số thực, cái này là tham số hình thức. Tham số này nó chỉ có tồn tại trong đây thôi, n tồn tại trong đây. Và n này tồn tại trong main ha. Rồi bây giờ người ta yêu cầu là liệt kê các số nguyên tố từ 1 đến n. Nếu mà mình không dùng hàm thì cái này mình coi số 1, mình cho dòng lập for, phải không? For bằng 1. Mình coi số 1 phải số nguyên tố hay không?
Nếu phải liệt kê ra, không phải thì thôi. Vậy cho nên tôi viết một cái hàm kiểm tra coi một cái số x nào đó có phải số nguyên tố hay không. Và cô quy ước hàm này trả về số nguyên, đặt tên hàm là kiểm tra nguyên tố. Một tham số đầu vào cũng là số nguyên. Và bây giờ là truyền tham trị, không cần truyền tham biến nữa. Kiểm tra số x đi, số x hen. Rồi dòng tiêu đề của hàm xong, mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn. Cô quy ước cái hàm này như thế này: nếu x là số nguyên tố thì hàm sẽ trả về một. Ngược lại có nghĩa là x không là nguyên tố thì hàm trả về không, và trả về ở trong C là return đó, return ha. Ngược lại thì return không. Rồi cô quy ước lập trình là quy ước mà, ngôn ngữ là quy ước. Vậy thì bây giờ cô mới xét số x. Rồi mình biết nè, nãy mình làm là theo cái phương pháp mà không dùng hàm á, thì mình biết số 1 không phải là số nguyên tố. Cho nên nếu mà cái số x mình đang kiểm tra đó nhỏ hơn 2, có nghĩa là từ 1 trở lại, thì cô return không. Return không ha. Return không có nghĩa là chỗ này x không phải nguyên tố. Đúng không? Mà một hàm mà nó gặp return thì nó không làm nữa. Hen. Nếu x nhỏ hơn 2 thì bảo đảm x không phải nguyên tố, số nguyên tố lớn hơn hoặc bằng 2 ha. Rồi. Chỗ này không cần ngược lại, tại vì nếu mà nó gặp trường hợp này là nó thoát ra rồi. Thoát ra khỏi hàm rồi, chỗ này mới dùng dòng lập for. In y bằng 2, y bằng 2 nha. Rồi, y nhỏ hơn hẳn n nha. X chứ nhỏ hơn hẳn x. Rồi, y cộng cộng ha. Nếu x phần trăm y bằng không thì cũng return không luôn. Tại sao return không? Ngược lại hết dòng lập này thì return 1 ha. Chỗ này là số nguyên tố nè, x là số nguyên tố. À, chỗ này là sao này nha, cô giải thích nè. Đầu tiên mà cái cô kiểm tra cái số x này nè, cô đang định nghĩa một cái hàm mà, tới đây thôi hen, định nghĩa cái hàm. Cô quy ước là nếu mà x là số nguyên tố thì trả về số 1 cho cô, ngược lại x không phải số nguyên tố thì trả về số 0. Cho nên cô chạy hàm, nếu thấy nó trả về 1, cô kết luận x là nguyên tố. Trả về 0, cô kết luận nó không phải số nguyên tố. Vậy đầu tiên nếu x nhỏ hơn 2 thì cô return 0, không làm gì hết, báo nó không phải số nguyên tố ha. Rồi rơi xuống đây là nó đã lớn hơn hoặc bằng 2 rồi, cho nên chỗ này cô gán y bằng 2. Nhớ chỗ này gán y bằng 2 hen. Rồi y nhỏ hơn hẳn x, không có bằng, chứ nếu nó bằng hơi là nó là nguyên tố, cái nào cũng nguyên tố đó. Rồi nếu nó có một cái ước số trong khoảng từ 2 cho đến n trừ 1 thì nó không phải là số nguyên tố rồi. Hen. Phải không? Số nguyên tố là số chỉ có ước số là 1 và chính nó thôi. Thế mà trong khoảng từ 2, ví dụ như số 8 thì có số 2, số 4 là ước số của nó, cho nên nó không phải là số nguyên tố rồi. Cho nên cô return 0. Qua hai cái ải này, qua cái này thì nó vừa chặn chỗ này mà nó qua được thì nó
là số nguyên tố. Rồi bây giờ nhập số nguyên n rồi, cô mới gọi cái hàm này. Và cái hàm này cô viết trước cái vị trí gọi nó, cho nên cô không cần khai báo nguyên mẫu được không? Được ha. Cái hàm nhập số nguyên viết sau hàm gọi nó, cho nên khai báo nguyên mẫu là dòng tiêu đề thêm cái chấm phẩy. Cái này trước hàm gọi nó cô không cần thêm, cô chỉ cần gọi kiểm tra nguyên tố và truyền tham số cho nó. Kiểm tra số nào? Số n hen ha. Nhưng mà cái hàm này nè, khi mình gọi trả nó sẽ trả về một số nguyên, cho nên cô lý luận dựa trên số nguyên đó. Nếu mở ngoặc kiểm tra n mà nó trả về số 1, có nghĩa là nó khác không đó, thì cô kết luận là là số nguyên tố. Và ở chỗ này có 1% đi, thì chỗ này cô in gì ra? Cô xuất n ra ha. Else ngược lại, cô xuất là không phải là số nguyên tố. Rồi chạy. Ví dụ bây giờ cô nhập số 15. 15 có phải số nguyên tố không? Không. 15 không phải là số nguyên tố. Số 7 có phải là số nguyên tố không? Phải. Nhập số 7. 7 là số nguyên tố ha. Rồi nhìn đây coi cô, cách cô viết hàm. Viết hàm. Thu gọn bớt rồi nè. Viết cái hàm, gọi cái hàm. Ha ha ha. Nãy giờ chỉ giải thích cái hàm thôi, bây giờ mới vô câu số 422. Nhập n lớn hơn không? Cô nào nhập n lớn hơn không và nhỏ hơn hoặc bằng 100 rồi đó. Liệt kê các số nguyên tố trong phạm vi từ 1 đến n. Vậy cho nên cô có thể liệt kê đây cũng được nè, hoặc cô viết hàm liệt kê. Hen. Rồi nhập số nguyên, cô không cần dùng nữa. Cô có thể viết cái hàm liệt kê. Hàm liệt kê thì không trả về gì hết, cho nên void liệt kê các số nguyên tố. Thôi, cái này không cần viết hàm đi, không hay. Khi nào mà cái hàm đó mình dùng nhiều lần, cái đoạn code đó mình dùng nhiều lần thì mới viết hàm. Cho nên chỗ này cô đây nè ha. For in y bằng 1 cho đến y nhỏ hơn hoặc bằng n. Rồi y cộng cộng. Chỗ này là cô sẽ liệt kê nè. Các số nguyên tố từ 1 đến bao nhiêu? Đến n. Rồi, cho y bằng 1. Cô mới xét nè, xét từng cái y đó. Nếu kiểm tra nguyên tố của y mà nó khác không, đúng không? Thì cô mới liệt kê nó ra. Rinep trong này phần trăm 4D đi, mỗi số chiếm 4 vị trí y ra ha. Nếu nó là nguyên tố thì cô mới liệt kê ra, còn không thì thôi. Cho xuống dòng giải. Ví dụ cô nhập cho 100. Các số nguyên tố từ 1 đến 100 là 2, 3, 5, 7, 11, 13, đó, 7, 9, 8, 9. Tất cả các số nguyên tố liệt kê ra. Rồi đếm số lượng nguyên tố trong phạm vi từ 1 đến n. Đếm số lượng nguyên tố. C
cô gom gom chung 3 câu CD vô chung là đếm số lượng nguyên tố, tổng các số nguyên tố. Vậy trên này cô khai báo biến luôn nè nha. Đấy, đếm nguyên tố, rồi tổng nguyên tố, và đếm nguyên tố, tổng nguyên tố, cô gắn nó bằng không, chứ không thôi nó lấy rác trong đó nó cộng thêm vô, bằng không. Ha. Rồi chỗ này nè, cô làm nhiều việc, cái vòng lặp for này làm nhiều việc cho nên bao trong ngoặc nhọn. Đầu tiên là liệt kê ra. Đầu tiên là liệt kê ra ha. Liệt kê ra rồi bây giờ mới đếm. Đếm nguyên tố tăng lên. Hen. Rồi, tổng nguyên tố cộng bằng y. Hen. Tổng các số nguyên tố. Rồi, trên này liệt kê xong rồi. Chạy hết vòng lặp này, nó làm một công mà ba việc luôn. Đầu tiên nó liệt kê. À, sai rồi. Chỗ này sai logic là chỗ nào đây nha? Chỗ này nè. Chỗ này không cần ngoặc nhọn. Tại sao? Chỉ có cái if này cần thôi. Nếu là nguyên tố thì mới làm nhiều việc. Chỗ này nha. Bỏ ba cái lệnh này vô đó. Rồi, đầu tiên là liệt kê. Rồi sau đó tăng biến đếm. Nè, thuộc vô nè, ấn tab thuộc vô. À, vậy có nghĩa là sao? Dòng lập for này chỉ có một lệnh if thì thôi. Nếu nó là nguyên tố thì làm ba việc. Đầu tiên là liệt kê ra, tăng biến đếm lên, tổng tăng lên, tổng bằng tổng cộng với số nguyên tố đó. Hết dòng lập for này, cho nên cái ngoặc nhọn này là của if. Hiến. Lệnh if, lệnh cấu trúc if nằm trong cấu trúc for được xem như một lệnh đơn, không cần ba ngoặc nhọn. Còn trong if có ba lệnh đơn cho nên bắt buộc phải ba ngoặc nhọn. Rồi, hết for rồi mới xuất ra printf. À, xuống dòng từ 1 đến n, chỗ này có bao nhiêu số nguyên tố? Có phần trăm đi số nguyên tố. Rồi chỗ này là n. Rồi đếm nguyên tố. Ở đây hai đặt tả n sẽ in ra chỗ này. Đếm nguyên tố sẽ in ra chỗ này ha. Rồi tương tự như vậy, tổng các số nguyên tố dòng tổng các số nguyên tố từ 1 đến là phần trăm d bằng phần trăm d luôn, thì chỗ này là n, chỗ này là tổng nguyên tố. Nè, n này sẽ in ra chỗ này, tổng nguyên tố này sẽ in ra chỗ này ha. Rồi chạy. À, đếm, cô viết sai chính tả nè. Đếm nguyên tố. Rồi, ví dụ 30. Các số nguyên tố từ 1 đến 30 đây ha. Từ 1 đến 30 có 3, 6, 9, 10 đúng. Và tổng này phải bằng 129 không? Kiểm tra lại. Đúng á. Ha. Hết.